Hello, chào cả nhà nha. Thì hôm nay Hello tiếp tục cuộc hành trình theo chân anh Du Khỉ cùng anh em đi cưa cây tràm bông vàng ở Bình Dương nha quý vị. Thì giờ anh Dân đang trèo lên trên cây rồi. Thì anh đang cột cái cọng dây đeo để cưa một nhánh này, đang ngã ra cái mé sông của sông Bé ở Đồng Nai. Bây giờ anh Dân đang kéo cái máy lên nha. Máy đang cột sẵn dưới gốc này nè. Đây cái máy đỏ đỏ nè. Đó, cái máy bà. Ô cái máy văng qua quay lại. Thì anh Dân đang dứt một cái đọt này khá là to, cho ngã ra ngoài mé sông luôn. Mời quý vị và các bạn đón xem nha. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Hai Lúa Ông Tháp nha. Đó, anh đang mở miệng. Thì ở đây nó rất là lùm, rất là nhiều cây với rất là nhiều bụi lùm luôn, cho nên có thể rớt xuống là không thấy được. Chuẩn bị nha quý vị. Cắt đi anh ơi. Đó. Đồ. Đó nghe đó. Chú. Rồi. Ôi, ôi. Không thấy cái cây đâu luôn rồi. Rồi nó mắc kẹt nằm đó rồi. Mắc kẹt nằm đây nè. Đó, nhìn nó đó. Đây là một con sông rất là lớn luôn. Ồ sao mà ồ nó bị chá. Dân đang dứt mấy khúc đọt cho nó rớt xuống nha. Thì cây này chỉ dứt đọt thôi. Thì giờ anh Dân sẽ dứt dài dài xuống, chừa lại cái phần thân lại. Thì chút sẽ quay cắt luôn cái cây đọt cây này luôn. Cây này rất là xuông luôn. Cây này khá là cao à. Đây là cây tràm bông vàng. Có thể cắt cái đọt về là xong đó cả nhà ơi. Bây giờ sẽ qua cây bên đây. Rồi đang thả cái máy cưa xuống rồi. Vậy là thả máy cưa xuống rồi. Qua cây bên đây nha. Đang tụt xuống luôn. Cột cái máy chắc anh Tùng có lên chèo cây kế bên quý vị ơi. Anh Dân đang xuống đây. Vậy là cây này anh Tùng mới chèo lên rồi. Yeah.
đang kéo cái máy cưa lên. Rồi tối tăm hết trơn. Thì nhánh này sẽ cục dây để mà thòng xuống, tại vì bên đây nó rất là nhiều chuối bên đây đây, không thể để cho ngã hư chuối bên đây. Đang cuộc dây chằng. Đây em Dân đang thả con cọng dây xuống cho nó rớt xuống. Nhánh này rất là to luôn. Wow, quá nặng, là dính nó nặng mà lâu chú ba té luôn. Ở đây có một chú đang cưa gốc nhỏ này, đúng đó. Giờ đang chạy xuống trên đồng luôn đây. Hai chú đang cưa một cái cây này, nó bị chết khô nè, đang bật gốc cây này nha. Chuẩn bị đó, nhóm đó. Ui, trời.
nó ngã. Bên kia anh Tùng cưa cái đọt gớt rồi cả nhà ơi. Không kịp quay, hai cây gớt một lượt luôn, không biết quay ai luôn. Thì quay được cái cây của chú bên đây cưa ngã cái gốc, thì bên anh Tùng thì đã cưa gớt cái đọt xuống rồi, cho nên quay được cái bên cái cây ngã bên bên chú đây bên đây thôi. Tiếc quá không quay được cái cây của bên anh Tùng cưa cái đọt bự ngã xuống rồi. Giờ anh Tùng đang xuống luôn rồi, thật tiếc thiệt. Bật gốc rồi, Tùng giờ đang thả máy xuống luôn. Nhiều cây ngã tùm lum hết trơn, cưa ngã tùm lum hết trơn, rất là khó đi cho nên nó rất là lắc luôn. Thì cả nhà cũng thông cảm. Video cũng khá là dài, Hai Lúa xin kết thúc video đây. Thì cuối video thì Hai Lúa cũng chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé. Lúa xin kết thúc clip ở đây, bye bye. Dạ, sau khi cưa xong thì chủ nhà đã đãi anh em đồng nghiệp ăn uống riêu, tại vì nhà cũng đơn chiếc, chỉ có mẹ già và chúng chủ nhà. Chúng chưa có vợ nữa. Chúng chưa có vợ luôn nha. Cũng là thôi thay mặt mấy anh em thầy cưa cũng cảm ơn gia đình anh ha, với cũng cầu cho bác được mạnh khỏe nè, anh cũng luôn trẻ đẹp nè, vì được nhiều người yêu mến nè, vì làm ăn phát tài nữa. Thôi cảm ơn anh nhiều lắm nha, rồi cũng cảm ơn anh một cái bữa anh Tuy anh không có mà rảnh ngang để nấu nước mà anh đi ra tiệm mà mua đem về để đãi mấy anh em vậy là quá trời quý luôn, cái đó nhiệt tình lắm nha. Thay mặt gia đình của em cũng thành thật cảm ơn. Rồi thôi, xin mời quý bà con mình dùng, quý quan khách dùng riêu cầu quá quý em. Nói chung là từ khi mình đi cưa nơi này nên nọ là món gì cũng có được ăn hết, rất là vui mừng, rất hạnh diện. Chứ hôm nay là được có là bạn Đông Nguyễn ở Bình Mỹ á gửi tặng mấy cái máy cưa, bây giờ anh em giống là cưa cái máy cưa đó, mấy cái nhỏ gọn gọn ngon hết sức luôn. Lấy dừa nhà, lấy cưa sáng sớm giờ đó. Dạ. Cái máy là bác Hủ hồi nãy đã xả củi kìa, có cái cái đó tin, hả tin đó là anh Mỹ gửi về, còn bây giờ còn hai cái mà đang gửi về mà bây giờ còn ở nhà, tại em đi đây rồi cho nên gửi về nhà mà em không có thấy được, cho nên vài bữa cái đó mấy nó quay lên vài cho quý vị xem, sẽ khui thùng cho quý vị xem nha. Rồi thôi chào quý vị nha, giờ mình ăn đây.